tới cái con Vario xe này zin súng bên cầm bọn kiển à, màu xi măng à. Đây là test cái zin mình coi nha. Cái gì mình làm xong mình test cho anh em xem cái sự khác biệt nha. Cái gì nó lên tới đây nó đứng nè, mình làm xong rồi nó mở tua ra luôn. Fuck Mario đủ hết luôn. Ngày xưa mình mới làm xong cái nồi chiếc Vario 50. Xe này mình mới gắn ECU với lại cò gió, hộp xăng, móc co với lại mô bên sườn phai tô anh em. Làm full bô xăng lửa với lại bô móc theo bài. Cổ là cổ titan nha anh em. Ok, màu rất là đẹp. Thân xi măng đang hot nữa anh em. Bây giờ anh em mời anh em xem mấy nồi mới với mặt nhôm ha, hai mặt nhôm. Quay mất bánh bi gãy lộ theo bà mình. Nếu mình làm một cái chuông mình bố lò xo theo bà bên mình hết luôn nha anh em. Để giờ mình tiến hành mình gáp vô xong giờ mình test cho anh em xem nha. Mình test cái con Vario sơn màu xi măng, súng bánh cầm, bình nồi, gió, bô móc theo bài, có cái màu này anh đổi với lít thái hả? Ừ. À, màu zin luôn anh em. Đèn LED nha. Excel. Anh em đấy kỹ 90% ga là 160 rồi. Hay ông gà của mình nha. Rồi mình làm á, nó rất là im rồi anh em ấy, không có xào không kêu đâu. Im hơn rồi zin nữa. Đó. Tốc độ này khác luôn. Rồi zin mấy xe này dặn lên được 120 mấy rồi. Có chiếc 125, có chiếc 127, 128. Đấy mình ra mình test cho anh em xem rồi. Xe làm nồi bôi xăng lửa anh em. Im anh em chở vợ con hay là bồ đi gì đó nó im máy nó không có gạo
mình có nhiều kiểu làm nồi lắm, tùy theo cái mục đích mình sử dụng mình làm ha. Bô nè, mọc ấm im. Xe này mới chạy 1.331 cây, quá ít luôn. Anh em yêu cầu liên hệ mình qua địa chỉ đây. Alo. Đúng rồi em. Full hả? Buổi chiều cùng anh em khách phun nồi, một mấy cái lỗi còn gặp rung ra đầu tụt nồi lì nồi nữa, em chạy khó chịu. Mình có làm hết